Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông ngày hôm nay mùng 1 tháng 4. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Cư Rút có 304 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được hỗ trợ lãi suất vốn vay. Bế mạc hộ khỏe phù đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ 10 năm 2024. Một quán cơm gà ở thị trấn Đắk Min, huyện Đắk Minh cháy rụi trong đêm. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 1 tháng 4, Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông giám sát việc thực hiện nghị quyết số 18 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, tại huyện Cư Rút. Thực hiện nghị quyết số 18, huyện Cư Rút đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện Già Soát xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ mức lãi suất thuộc các dự án vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ dân tộc thiểu số. Tính đến ngày 10 tháng 3 năm 2024, thông qua nhiều kênh khác nhau, huyện Cư Rút đã hỗ trợ lãi suất cho 304 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Qua làm việc trực tiếp và kiểm tra sổ sách, tài liệu, đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả huyện Cư Rút đã đạt được trong việc thực hiện nghị quyết số 18. Đồng thời, đoàn đề nghị phòng dân tộc huyện giả soát, hướng dẫn người dân làm hồ sơ theo đúng yêu cầu đề ra. Chiều 31 tháng 3, Thành phố Gia Nghĩa đã diễn ra lễ bế mạc hội khỏe Phù Đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ 10 năm 2024. Hội khỏe diễn ra từ 27 đến 31 tháng 3 với 2075 vận động viên và 258 cán bộ phụ trách đến từ 43 đoàn của các trường trung học phổ thông. Các trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, phòng giáo dục đào tạo huyện, thành phố tham gia. Các đoàn vận động viên tranh tài ở 223 nội dung của 11 môn thi đấu, bóng đá bóng truyền, bóng bàn, cờ vua, cầu lông, đá cầu, điền kinh, karate do, taekwondo, đẩy gậy và kéo co. Kết quả, ban tổ chức đã trao 533 huy chương vàng, 533 huy chương bạc và 1066 huy chương đồng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu, trao 20 giải toàn đoàn cho các đội tham gia. Sáng mùng 1 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương học sinh Nguyễn Anh Dũng, và giáo viên bồi dưỡng đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024. Học sinh Nguyễn Anh Dũng, lớp 12 chuyên tin, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trí Thanh Lọt top 3, đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024 ở bộ môn tin học. Ghi nhận thành tích đạt được, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã tặng giấy khen và khen thưởng cho học sinh Nguyễn Anh Dũng. Khen thưởng thầy giáo Nguyễn Đình Khương, tổ trưởng tổ tin học, giáo vụ, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh. Tỉnh đoàn Đắk Nông tặng bằng khen cho học sinh Nguyễn Anh Dũng. Ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường đã thưởng nóng cho học sinh Nguyễn Anh Dũng và thầy giáo Nguyễn Đình Khương. Trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 4, tại thành phố Gia Nghĩa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về bình đẳng giới. Kỹ năng thực hiện lồng ghép giới với sự tham gia của 49 học viên đến từ các phòng, ban, đơn vị liên quan tại trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi, giới thiệu một số khái niệm cơ bản về giới, vấn đề nổi bật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới, lồng ghép giới, xây dựng kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới. Trên cơ sở đó, cán bộ cấp huyện, xã nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, các yêu cầu thực hiện bình đẳng giới, kỹ năng phân tích giới và lồng ghép giới trong các hoạt động tại cộng đồng. Đồng thời, các đại biểu tham gia giám sát việc thực hiện chương trình, chính sách kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương bảo đảm bình đẳng giới. Vào khoảng 23 giờ tối hôm qua, 31 tháng 3, tại số nhà 82 đường Trần Hương Đạo thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Đắc Minh, cửa tiệm kinh doanh cơm gà của ông Lò Văn giàu bốc cháy. Vụ cháy tiếp tục lan qua 3 căn hộ liền kề. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, người nhà đã hô hoán, nhờ người tới hỗ trợ dập lửa. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, và cứu nạn cứu hộ đã huy động lực lượng cùng phương tiện tổ chức chữa cháy. Tuy nhiên, căn hộ kinh doanh của ông giàu bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định vụ cháy là do chập điện. Khi thời điểm lửa bùng phát dữ dội, chủ nhà đã kịp thoát ra ngoài an toàn theo cửa thoát hiểm phía sau. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại